vẫn thầm lặng nấy mạnh mẽ đôi bàn tay. Đôi mắt luôn hy vọng khát khao soi sục cùng quyết chiến đại dịch. Dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười, sức mạnh cho bao người. Cùng anh em sát cánh không rời, cho niềm tin muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng, chịu trái tim Việt Nam. Cần lắm những con người góp thêm hy vọng, thêm vững tin kiên cường. Dù nhiều gian lao thách thức vô hình, chúng ta không một mình. Cùng nhau giữ đất nước yên bình. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng lên tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dẫu mưa dẫu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Chiến trường nào cũng có nhiều gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh. Tuy nhiên có đi mới thấy hết được những nỗi khổ cực của các chiến sĩ biên phòng, những người ngày đêm nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Điều này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Sài Gòn Times và bạn đọc tin rằng cùng đoàn kết nối vòng tay lớn, Việt Nam sẽ chiến thắng. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dẫu mưa dẫu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dẫu mưa dẫu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Yeah, 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 yeah. Đây là món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm và trách nhiệm của hậu phương gửi đến các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch.